Thưa quý vị, trong các buổi tiếp xúc cử tri gần đây, những nội dung về giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng hay là đầu ra nông sản luôn được đông đảo bà con cử tri ở Long An có ý kiến. Và tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 vào chiều ngày 7 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng cũng đã có nhiều câu trả lời ấn tượng về các vấn đề trên được đông đảo cử tri đồng tình. Câu chuyện mất giá, không có đầu ra, để rồi phá bỏ hàng trăm hecta thanh long đã không còn xa lạ với nông dân ở một số địa phương tại Long An. Dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra, nhưng việc quá lệ thuộc vào con đường tiểu ngạch đã khiến cho trái thanh long dần đi vào ngõ cụt. Và vấn đề này, nhiều bà con cử tri cũng đã có ý kiến gửi gắm đến đại biểu Quốc hội trong suốt thời gian vừa qua. Là hiện nay là không có đầu ra. Do đó thì tôi đề nghị chính phủ lần này có cái chính sách, cái đầu ra như thế nào để nhân dân là tiếp tục để là giữ lại cái vùng thanh long. Chứ hiện nay là phần nhiều ở chỗ tôi là chặt hết 50% rồi. Tổ chức sản xuất, tổ chức thị trường, tổ chức lại các hiệp hội ngành hàng để mà dẫn dắt trong câu chuyện chúng ta thay đổi một cái tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, cũng như là chúng ta định vị lên từng loại thị trường. Ta chuyển dần theo chỉ đạo chính phủ là từ tiểu ngạch sang chính ngạch, tức là tôi dùng cái từ chuyển dần. Chứ chúng ta không thể nào đột ngột được, bởi vì nó cả hai phía nó tương tác như nhau. Với những câu trả lời đi sâu và làm rõ nhiều vấn đề như sản xuất, tiêu thụ, chuỗi liên kết hay nền nông nghiệp Việt Nam sẽ phát triển theo hướng nông nghiệp xanh, sinh thái bằng việc áp dụng đồng bộ các quy trình công nghệ, sử dụng hợp lý tiết kiệm vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe con người của ông Lê Minh Hoàng đã được nhiều bà con cử tri đồng tình. Cho nên qua ông trình bày vừa rồi thì tôi thấy là cũng thâm xét đúng theo cái nguyện vọng của dân. Cụ thể cũng như bây giờ là phải tổ chức lại cái sản xuất về nông nghiệp. Không có nghĩa là sản xuất nhỏ lẻ mà với hình thức coi như là tổ hợp tác chẳng hạn. Đó, là cánh đồng mẫu đó, để mà sản xuất theo quy trình. Có thể gì khoa học, kỹ thuật thì cái hàng mình làm ra có chất lượng. Xuất khẩu bên ngoài đó thì như vậy nó mới có hiệu quả. Những cái tâm tư nguyện vọng của người dân của chúng tôi hiện nay gửi đi tới Quốc hội mà được là Bộ trưởng trả lời như thế thì chúng tôi cũng rất là mừng. Tức là các ở trên đã nghe thấy hết rồi. Do đó thì tôi cũng mong muốn rằng là trong cái Quốc hội lần này phải đi vào cái thực hiện thực tế để cho người nông dân là bớt khổ. Tuy có thế mạnh về nông nghiệp nhưng ở lĩnh vực này nước ta vẫn đang còn nhiều điểm nghẽn và bất cập. Chính vì thế, không riêng vì bà con cử tri Long An mà hàng triệu người nông dân trong cả nước luôn mong muốn được trả lời và giải đáp thỏa đáng những khúc mắc để làm sao giúp người nông dân tự làm giàu ngay trên mảnh đất của mình và tránh đi điệp khúc được mùa mất giá.